xin kính chào cô chú anh chị, ngày mới an lành. Cô chú anh chị ơi, hôm nay chúng ta sẽ làm một lộ trình liên xã nữa ở vùng quê sông nước, huyện Chợ Mới mình nha cô chú anh chị. Dạ, kính thưa cô chú anh chị và các bạn, hôm nay là chủ nhật, là ngày nghỉ cuối tuần. Thì hôm nay em áp miền Tây đưa bà con mình dạo quanh đường của liên xã nha. Và đây là xã Kiến An. Ngay đây là phía sau lưng màn hình mình nè, phía trước màn hình mình nè là cầu Kiến An nha cô chú anh chị. Đây. Rồi còn đây là phía trước này là đường mình sẽ đi liên thông về xã Mỹ Hội Đông. Xin mời tất cả bà con mình cùng với em áp miền Tây dạo quanh một đường, dạo quanh đường phố liên xã ngày chủ nhật nha. Xin mời. Đường lộ chính của xã Kiến An thì dọc theo dòng sông Ông Chưởng nha. Ở đây thì bà con mình trồng làm rẫy rất là nhiều đó, cả nhà mình nhìn thấy nè, đó là những luống rau cải thìa, cải ngọt, cũng như là rau sống, rau thơm thì bà con trồng rất nhiều, rồi bầu mướp phủ qua nữa. Vì vậy mà khu vực nói riêng về vùng các xã của huyện Chợ Mới mình thì bà con sống và thu nhập từ đất rẫy cũng như là ruộng lúa. Dạ. Con đường quê thì cả nhà mình nhìn thấy bao giờ cũng vắng vẻ và êm đềm hết cả nhà ha. Nét đẹp của quê hương mình, của vùng quê thì phải là như vậy thôi cả nhà. Chứ nếu như mà ồn ào nhộn nhịp thì chỉ có ở những thành phố lớn và những thị xã lớn. Dạ, nhưng ở phố thị đó thì khỏi phải nói rồi, xe cộ thì chen chúc nhau, đang xen nhau nùm nượp hết cả nhà ha. Còn ở đây thì đường giống như đường nhà mình vậy đó, nó vắng nè, mình cứ đi thoải mái. Nhưng mà làm gì làm chứ, đã khi mà đã tham gia giao thông rồi thì bà con mình cũng lưu ý tốc độ nha, và cũng lưu ý vấn đề an toàn cho bản thân mình và cho những người lưu thông bên cạnh mình nữa. Đó là điều quan trọng nhất nha, cả nhà mình lưu ý ha. Tuy rằng nói đường quê mình hơi vắng vẻ nhưng chúng ta cũng đặt cái an toàn lên hàng đầu nha. Thà chậm một chút còn hơn nhanh một chút mà nguy hiểm nha cả nhà. Đó là những thông điệp mà Kim đi lộ trình liên xã hay là liên huyện, liên tỉnh, Kim cũng thường nhắn nhủ với bà con mình là như vậy. Thì nếu có điều gì đó bà con không hài lòng thì cũng đừng có rầy Kim nha. Đó, bây giờ đây là trồng hành nè. Đó, bà con mình tận dụng hết. Bởi vì nói về đất rẫy ở khu vực các xã của huyện Chợ Mới mình á thì là chỉ trồng loại rau cải, nếu mà đất cạn đất khô thì trồng rau cải, xả hành rồi rau cải, trồng loại nào đặt xuống cũng tốt hết cả nhà. Còn đất mà đất ruộng thì là bà con gieo xả lúa cũng rất là tốt luôn. Những nguồn
thu nhập chính của bà con mình ở vùng quê nông thôn này. Vì vậy mà các chợ đó, đồ hàng bông, rau cải rồi nè, trời ơi rẻ lắm luôn cả nhà ơi, chỉ có mấy ngàn tiền Việt Nam đồng mình một ký thôi. Như dưa leo hay là mướp gì cũng vậy đó, chỉ có 5-6 ngàn, 7-8 ngàn là mắc rồi. Thời điểm nào mà khan hiếm lắm thì 10 ngàn là quá rồi đó. Hủ hoa cũng vậy, nhỏ nhỏ thì 5 ngàn, lớn chút xíu thì 7-8 ngàn. Đó, bà con mình dễ sống, dễ sinh hoạt lắm. Bởi vì người dân ở nông thôn mình ở đây thu nhập thấp. Dạ, thu nhập thấp lắm cả nhà. Đến mùa thì là mới có thuê mướn mới làm. Còn nếu không thì là cũng nhàn rỗi như vậy. Cho nên là sinh hoạt phải rẻ, chứ nếu mà đắt nữa thì bà con mình cũng không có sinh hoạt được ha, cũng không có mua sắm được. Chúng ta đi ngang ngôi chợ Kiến Bình của xã Kiến An nha cả nhà. Rồi hồi nãy thì mình đi ngang qua chiếc cầu ngay chỗ ngôi chợ nhỏ nhỏ đó, mình không có qua Mỹ Hội Đông. Nhưng bây giờ thì mình sẽ lại qua một chiếc cầu này nữa nha. Qua chiếc cầu này nữa mình sẽ đi về xã Mỹ Hội Đông. Cũng là chiếc cầu sắt thôi, cũng chắc chắn rộng rãi. Ở đây có mưa này cả nhà, cũng vừa cơn mưa đi qua nè, nên lên đường ướt nè. Ở đây thì em thấy cũng có nhà thuốc đông y từ thiện, kèm theo đó thì bà con mình cũng buôn bán để cho bà con về đây khám bệnh á, thì cũng tiện đó, mà mua đồ làm lưu niệm hoặc là mua thức ăn luôn. Chỉ ngồi chùm hổm 5-7 gian hàng nhỏ nhỏ thôi. Đúng là cơn mưa vừa đi qua cả nhà, cũng may quá mình mưa vừa nhất thì mình cũng vừa đi tới, chứ không thôi là ướt hết á. Đây cả nhà mình nhìn thấy không, đường còn ướt đây nè. Vậy là mới mưa sáng nay thôi. Chúng ta vẫn còn đang lưu thông ở trên đất xã Kiến An nha cả nhà. Tuy là nói xã thôi, nhưng cũng diện tích cũng rất là rộng nha. Đó, chúng ta cũng đang lưu thông ở xã Kiến An và trên cù lao ông trưởng nha. Những lần trước thì là Kim ghi hình nữ cũng vòng quanh cù lao ông trưởng, cũng liên xã như xã Kiến Thành, xã Long Giang. Còn hôm nay thì Kim mời bà con mình đi về xã Kiến An. Kiến An mình qua bên Mỹ Hội Đông. Đó, đây là những xã nằm trên cù lao ông trưởng này. Bà con mình khi có về tham quan cù lao ông trưởng, hay là về vì công việc gì đó, hay là về thăm bà con, thì nhờ qua những cái lộ trình ngắn ngắn này, những lộ trình liên xã ngắn ngắn này, bà con mình sẽ hiểu thêm về cù lao này nha. Chúng ta có cái sản phẩm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp để được doanh nghiệp thu mua trong năm 2023. Nè, ở đây nè, mình đi thẳng luôn thì có một bến đò Mỹ Hội Đông Tân Trung, để mình qua bên chùa An Hòa Tự đó, cô chú anh chị qua bên Phú Tân đó. Nhưng hôm nay thì mình không chọn hướng này nha. Bây giờ mình sẽ rẽ trái nè. Mình rẽ trái thì mình sẽ đi về xã Mỹ Hội Đông nha. Đến đây thì là đất của xã Kiến An cũng hết rồi nha cả nhà. Bây giờ chúng ta bước sang qua xã Mỹ Hội Đông nè. Có cái bảng chào nè, nhưng mà bị dây leo đeo bám rồi, cho nên là không thấy được chữ chữ Đông ha. Chỉ thấy được xã Mỹ Hội thôi. Đây. Rồi bây giờ mình đi qua đây thì là mình sẽ đi được về xã Mỹ Hội Đông nè. Những cơn mưa nho nhỏ như vậy thì cũng tưới rẫy cho bà con mình đỡ phải tưới nha. Ở xã Mỹ Hội Đông này cũng vậy nữa, bà con mình cũng làm rẫy trồng đồ rất là nhiều luôn. Còn đây là dọc theo con đường chính này của xã Mỹ Hội Đông thì là bà con mình cất nhà ở hai bên rất là đông vui luôn.
đang lưu thông ở xã Mỹ Hội Đông trên Cù Lao Ông Trưởng nha cô chú anh chị. Như lần nào Kim cũng nói, nếu mà Kim đi lộ trình liên xã thì Kim cũng thường nói nhắc lại để cho bà con mình nhớ đó, là trên Cù Lao Ông Trưởng này là có 5 xã. Đầu tiên giáp với lại giáp ranh với huyện Chợ Mới thì là xã Kiến An. Rồi vòng qua nữa thì xã Mỹ Hội Đông. Rồi kế tiếp là xã Nhơn Mỹ. Và xuống cuối cùng của Cù Lao thì là xã Long Giang. Rồi vòng lại thì là xã Kiến Thành. Đó là 5 xã ở trên Cù Lao Ông Trưởng này. Cũng như một vòng tròn vậy đó cả nhà, cho nên là cũng không có nói là xã nào cuối hay là xã nào đầu hết á, do mình xuất phát thôi. Nếu mình xuất phát từ hướng này nè thì là xã Mỹ Hội Đông sẽ là đầu nè. Còn nếu như mình xuất phát từ hướng hướng kia thì xã Kiến An và xã Kiến Thành sẽ là đầu. Đó, vì vậy mà chị mới nói là không có, nó như một cái vòng tròn, như một cái đĩa vậy đó. Cho nên là không có nói chỗ nào đầu hay chỗ nào cuối nữa, cho mình đi vòng vòng quanh vậy đó là hết Cù Lao này. Nhưng cũng khá lớn nha cả nhà, mình đi chạy vòng vòng hết cái này là cũng mệt lắm đó, chứ không có ít đâu. Đúng là xã Kiến An và xã Mỹ Hội Đông vừa có cơn mưa đi qua sáng nay, nước đọng khá là nhiều. Đâu đó thì đã có một người vừa mới qua đời. Thì khi trước mặt mình thì chỉ thấy cũng có xe ba bánh đang chở cũng cầu nguyện cho linh hồn vừa mới qua đời sáng nay được sớm về tiêu thoát về tiêu diêu nơi miền cực lạc hết cả nhà ha. Mình cũng biết cầu nguyện vậy thôi chứ mình cũng không làm gì được hết, không có giúp ích gì được hết. Thấy cái cảnh này rất là buồn. Cũng vừa qua, hôm nay nó là ngày thứ 10 mẹ mình mất, cho nên cũng thấy cảnh đó mình cũng thấy ngậm ngùi đó cả nhà. Cũng nghe cay cay ở mũi, nghe rất là buồn. Bệnh đó cả nhà.
hội đồng này á, trên con đường chính này của xã thì cũng khá là dài nha. Trên con đường chính mà ở cái khúc này á, ở cái khúc này thì bên phía bên tay phải của Kim á là bờ sông đó cả nhà, nhưng mà bị nhà che khuất hết rồi cho nên mình không thấy. Và bờ sông đó có tên gọi là sông Dàm Nao đó. Đến đây thì chúng ta đến được trung tâm của xã Mỹ Hội Đông rồi nè. Nhưng mà trời nắng thì thôi, còn ở trời mưa thì thấy cũng nhiều ổ gà quá cả nhà. Cái đoạn đường này nó bị hư rồi nè, nó lỗ chỗ nè, nhưng mà chưa làm lại được. Khu vực này là khu vực trung tâm của xã Mỹ Hội Đông nha cả nhà. Và còn phía bên phải màn hình mình nè, đây là khu vực ngày xưa sạt lở mười mấy căn nhà ở đây nè cả nhà. Nhưng bây giờ thì sau sự cố đó thì làm bờ kè vững chắc lại rồi. Thành một cái công viên để cho bà con ở khu vực xã mình sinh hoạt rất là tiện, rất là tiện ha. Chiều lại cái gì cho các bé đến vui chơi nè, ăn uống nè, rồi còn người lớn thì buổi sáng tập thể dục, rất là tiện luôn. Nơi đó cách đây 4-5 năm về trước đó, thì xảy ra một sự cố sạt lở rất là nghiêm trọng luôn. Mười mấy căn nhà bị sạt lở xuống sông hết đó cả nhà. Nhưng thiệt hại về của thôi chứ còn không có thiệt hại về người. Sống thoát nước.
ở quê thì mình dễ dàng nhìn thấy những chiếc xe đẩy đồ đẩy đi bán gì đó cả nhà. Vì vậy mà chợ vắng là vậy đó. Mới mình á thì bà con theo đạo Phật giáo Hòa Hảo rất là nhiều. Vì vậy mà vào những ngày rằm, ngày mùng 1 thì bà con mình ăn chay rất là nhiều luôn, hầu như là 80% ăn chay. Chùa đó thì bà con mình chặt cây thuốc lá nam, chặt cây thuốc tươi đó để làm từ thiện. Một số thì bà con đi lấy về, đi tìm, đi kiếm cái cây thuốc về. Rồi một số thì bà con về đó ngồi chặt ra, băm ra nhỏ nhỏ, rồi phơi. Rồi đến khi những nhà thuốc nào cần thì điện về hỏi thì có, thì là sẽ chuyển đến cho những nhà thuốc mà cần loại thuốc nào đó thì để có để chữa bệnh, để cho bà con mình về hốt thuốc từ thiện đó cả nhà. Đó, một công việc rất là ý nghĩa. Quê mình thì bà con rất là giàu lòng nhân ái. Nói đúng ra không phải riêng ở chỗ nào hết, hầu như là nước Việt Nam mình ở tỉnh nào xã nào cũng vậy. Bà con mình bây giờ cũng chia sẻ rất là nhiều cả nhà. Dạ, bây giờ bà con mình tạo phước dữ lắm, làm từ thiện rất là nhiều luôn. Và nói riêng về huyện Chợ Mới mình thì các xã ở đây bà con cũng vậy, theo tôn giáo Hòa Hảo. Cho nên là vào những ngày cúng lễ hay là vào những ngày một, ngày rằm thì bà con cũng làm từ thiện rất là nhiều. Ví dụ như là nấu đồ chay để tặng cho bà con mình, có nhu cầu cần thì đến nhận về ăn. Đó. Và những ngày rằm, ngày mùng 1 là như vậy. Còn những ngày cúng lễ ở nơi các chùa cũng như là cúng lễ ở Hòa Hảo 18 tháng 5 thì thôi bà con mình về, người có công, người có của chung góp lại để tổ chức một buổi lễ mừng đại lễ của Đức Thầy, phải nói là tuyệt vời cả nhà, lớn lắm luôn. Diễn ra trong vòng một tuần lễ như vậy đó, đại ăn đại uống miễn phí hết và tất cả đều chia sẻ với nhau với tính cách thông đồng hết, rất là dễ thương cả nhà. Đó là quê mình là như vậy. Nhưng mà những lễ lớn đó thì này, lễ nào cũng có mặt mình về quay hết. Từ khi mình làm YouTube đến bây giờ thì vào những ngày lễ lớn đó thì bao giờ cũng có mình hết. Mình cũng đến mình ghi để chia sẻ nét đẹp về tâm linh, về văn hóa tâm linh của nơi vùng quê An Giang mình cho bà con gần xa để biết. Mà sau này sắp xếp về để mà dự cũng như là về cúng viếng. Tuyệt vời lắm cả nhà. Đó, như vậy thôi, chứ mà khi mà bước vào lễ một cái thì bà con mình bằng lòng giúp đỡ nhiều lắm. Phát gạo từ thiện nè, gạo từ thiện, rồi là nhà tình thương, nhà từ thiện nè, rồi nếu mà có những người bà con nào có hoàn cảnh nghèo, neo đơn, mãn phần thì cũng có những chiếc hòm từ thiện. Đó, rất là tuyệt vời cả nhà. Nói về vùng miền Tây sông nước mình là như vậy đó. Đến đây thôi, lộ trình của Kim về từ Kiến An về xã Mỹ Hội Đông. Dạ, lộ trình liên xã. Thôi có lẽ đến đây thôi, Kim cũng xin nói lời tạm biệt bà con mình rồi. Hẹn gặp lại bà con mình vào những video sau nha. Xin chúc tất cả bà con mình
ngày mới thật nhiều sức khỏe và luôn an lành trong cuộc sống, đặc biệt thuận lộ bình an, vạn sự lành. Xin chào tạm biệt, bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.